Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Hôm nay anh em mình lại đi lên rừng các bạn ạ. Hôm nay này, các bạn nhìn cái này chắc nhiều bạn không biết. Đây, các bạn biết đây cây này là cái gì không? Đấy, nhiều bạn chắc biết rồi nhưng mà nhiều bạn chắc cũng không biết. Hôm nay anh em mình đi lên rừng đi lấy lan các bạn nhá. Đây là cái đôi guốc, gọi là guốc leo cây ấy các bạn ạ. Đây này. Đây nhá, để mà cho nó ôm vào chân này, xong là trèo lên cây để hái lan. Bây giờ mình đã đi đến rừng rồi. Bây giờ là mình đã thấy có một rất nhiều chùm lan, không phải là một mà là nhiều lan luôn. Đây anh em đang ngồi nghỉ chân một chút xong là anh em sẽ trèo lên để hái lan các bạn nhá. Đây này. Tất cả đồ đạc đã mình có đầy đủ hết nhá, mới luôn. Vừa mới lấy về. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên để anh em đi tìm lan về để trồng cho nó đẹp bạn nhá. Giờ mình sẽ cho bạn xem một chút về lan này các bạn này. Đây, lan ở trên cây các bạn nhá. Tít trên ngọn cây kia luôn. Các bạn chắc cũng nhìn thấy một chút rồi. Ở cái chỗ bên kia kìa. Đấy. Nhưng mà cao lắm, không nhìn thấy mấy. Hoa đỏ hết, các bạn có thể nhìn thấy một chút này, đúng chỗ tay mình chỉ các bạn nhé. Rất nhiều ở cây này. Đây, cây này không to cho lắm nhưng mà cây bên này rất là to, cũng rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn nhìn sang kia thấy cây ngả ngả kia không? Đấy, cây đấy cũng rất là nhiều các bạn nhé. Giờ mình sẽ lấy cây này trước. Xong rồi sẽ chuyển sang lấy cây bên đấy bạn nhé. Đây. Hôm nay là lên tận rừng rất là cao luôn, trên đồi gọi là chưa ai tới bao giờ. Khu rừng này là rừng nguyên sinh đấy bạn. Đấy, giờ ông anh này của mình sẽ chuẩn bị đồ đạc và trèo lên để hái luôn xuống cho bạn xem bạn nhá. Giờ ông anh mình sẽ tiến hành để đeo cái đôi guốc này vào chân, xong rồi để trèo lên để xem như thế nào bạn nhá. Hôm nay mới đầu tiên thử cái đôi guốc này, không biết là có lên được cây không. Hy vọng là được các bạn ạ. Giờ đang đeo các kiểu. Guốc này là guốc tự chế các bạn nhé, không phải guốc mình mua đặt hàng ở trên mạng. Bây giờ hiện tại là có rất nhiều các bạn bán đồ leo cây này, nó có rất nhiều loại, có loại 4 chân như của Trung Quốc nó sản xuất các bạn nhé. Mà đồ có loại 4 chân như Trung Quốc là sản xuất là theo mình biết là cái loại đấy là leo không chắc chắn các bạn. Nó cái loại đấy nó chỉ leo được cây thẳng thôi, chứ còn cái loại cây cong là mình dẫm hay trèo lên là dẫm cành cái thứ nó hay trượt, thì nó có 4 chân rất là khó đi. Đấy, theo chia sẻ của anh này thì cũng học hỏi từ người khác cũng rất là nhiều rồi nên anh mới tự chế ra cái này. Đấy, còn mình thì mình cũng không biết gì về cái loại guốc leo cây này. Bắt đầu anh mình sẽ trèo lên luôn các bạn nhá, để xem mà test thử đôi guốc này xem nào được không. Được, rất là bám bạn ạ. Rất bám bạn nhé. Được. Anh trèo rất là giỏi. Đấy. Nhưng mà cũng cực kỳ nguy hiểm bạn nhé. Trèo cây hôm nay lại còn mưa nữa này. Trèo cây là cái việc trèo cây là nguy hiểm rồi. Được không? Rất là an toàn. Lên được các bạn nhá. Mệt không? Cố lên. Cao lắm rồi các bạn ơi. Gần tới mọi người nhá. Đây. Sương mù rất là mờ các bạn nhé. Các bạn xem thông cảm. Với lại ngoài quay cũng không có đường nét bạn nhé. Gần tới đấy. Chuẩn bị hái được lan rồi. Đây nhé các bạn nhé. Sau một thời gian mình trèo lên là hiện tại là mình đã đến nơi. Đã đến chỗ để hái lan rồi các bạn. Đây mình cho các bạn xem qua lan một chút. Đây các bạn ạ. Đây mình cũng theo như mình được biết đây gọi là cây lan hoàng thảo đùi gà. Có nhiều nơi người ta gọi là hoàng phi hạt. Quê mình thì gọi là hoàng thảo đùi gà. Đây các bạn. Bông hoa rất đẹp.
thi nhau đua sắc trên các rừng cây các bạn nhé. Đây. Đây. Mình cho các bạn xem qua một chút. Đây nhé, mình chỉ hái những cái dề to như thế này thôi các bạn nhé. Còn những cái dề bé bé như thế này thì mình sẽ gửi lại để cho mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng các bạn. Thì sau này con cháu đời sau nó còn có giống các bạn. Đây, mình cho các bạn xem qua cây bên cạnh một chút. Cây lát nữa mình sẽ trèo lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là cao các bạn. Đấy. Thôi, mình xin phép là mình... Do mình trên cao là mình không thể cầm được máy quay. Cho nên là mình xin phép là mình ngắt video tại đây nhé. Lát nữa mình xuống rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Các bạn ơi, ông anh mình đã hái được một chùm kìa. Úi ôi, ném xuống đây nào. Đấy các bạn thấy chưa? Wow, hoa rất là đẹp các bạn ạ. Đây này. Được một chùm rồi các bạn ơi. Đấy, còn rất nhiều nữa các bạn nhé. Rất là mờ các bạn ạ. Mình sẽ không quay nữa các bạn nhé. Giờ mình sẽ chịu khó để ý xem ông anh mình ném lan xuống chỗ nào để còn đi nhặt. Xong rồi sẽ tiếp tục cho các bạn xem bạn nhé. Giờ thì cũng mờ lắm, nhìn không rõ đâu bạn ạ. Đấy, đang ném xuống rất nhiều bạn nhé. Đã lấy hết rồi bạn nhé, giờ ông anh mình đang xuống bạn ạ. Nguy hiểm lắm đây, xuống đây. Mình đi nhặt lan bạn ơi. Đây bạn ơi, lên cây này thì được một đống như thế này rồi các bạn nhá. Quá là nhiều luôn. Còn hai cây bên kia nữa cũng còn. Ôi, xem xung quanh xem còn cây nào còn nữa không. Xem xuống bên dưới xem nào. Đây này, lan mùa này ra hoa rất là đẹp bạn nhá. Rất dễ tìm. Rồi, giờ ông anh mình đang xuống bạn ạ. Đấy, xuống đến đây rồi. Còn khoảng 6-7 mét nữa thôi. Rồi, an toàn mọi người nhá. Tí nữa để mình xem mà nếu như mình không sợ thì tí nữa mình sẽ trèo thử một cây các bạn nhá. Đấy, giờ ông anh xuống đến nơi các bạn ạ. Rồi, giờ đói rồi anh em ạ, 12 giờ rồi. Giờ anh em mình sẽ ăn cơm trước xong lại trèo tiếp cây bên cạnh các bạn nhá. Giờ anh em mình ăn cơm đã các bạn ạ. Đây anh em ạ. Buổi trưa anh em mình đốt lửa trên rừng này, mưa này rất là khó khăn bạn ơi. Trời mưa ầm ầm. Cả một vấn đề đấy, đốt được cái lửa này lên các bạn nhá. Để anh em ăn trưa ở đây xong lại tiếp tục lại đi hái tiếp hai cây ở phía bên vườn này đấy. Ở trên ở cạnh cây vườn này lấy các bạn nhá. Giờ mình sẽ nướng cá các bạn. Chỉ mang có lên rừng thì mang có âu cơm với lại hai con cá mắm thôi bạn ơi. Chỉ ăn cá mắm thôi. Nhưng mà ở đây có măng rừng. Tí nữa mình sẽ lấy vài củ măng về để mình nướng lên để mình ăn bạn nhá. Đây này cho bạn xem măng này, rất là nhiều luôn ở trên rừng hiện tại bây giờ. Đấy măng đấy. Tí nữa mình sẽ lấy măng nướng. Đống măng, măng rừng. Xem cá mắm nhá, tí cháy mất đấy. Rồi, thế là món ngon rồi đây. Rồi, mời tất cả mọi người ăn cơm cùng mình các bạn nhé. Mời tất cả cơm các bạn ăn cơm nha. Giờ đã là 1 giờ rồi các bạn ạ. Làm nãy giờ. Ăn cơm xong là lại tiếp tục đi trèo cây hái lan cho bạn xem bạn nhé. Này, ăn cơm trong rừng này, đang mưa nhưng mà không làm được lán bạn ạ. Chỉ làm được chút chỗ này để ngồi để ăn cơm thôi các bạn nhé. Ăn cơm chăn mưa luôn. Đấy, măng này thì mình chỉ ăn lá nó thôi bạn ạ. Đây này, đốt về bây giờ chỉ có là lá nó non này, cứ bẻ được miếng nào thế này thì chấm ớt cho mồm mình đấy thôi các bạn nhá, như thế này thôi. Đấy, ngon không? Măng nướng này rất là ngon các bạn. Ngon nhờ. Cái cứ ăn trên rừng nó ngon hơn mà. Đấy, để đây để lót. Thích ăn măng này thôi, còn nhiều lắm nhá. Đây. Đây bát ớt, bát nước chấm bạn ạ. Mỗi người một quả măng bạn nhá, đây. Thôi, cơm đi. Chỉ ăn măng với cá mắm này thôi bạn ơi. Mời bạn cơm nhá. Cơm nước mưa các bạn nhá.
ớt đi. Ớt này không cay mấy. Ớt ướp. Ớt ướm à? Ớt ướp. Nấm muối à? Ừ. Măng ngon. Cá mắm. Ủa, ngon thật đấy. Ai mà ăn được đắng ấy, thì ăn cái đoạn này thì khỏi phải nghĩ ấy. Ngon các bạn ạ. Quá là ngon. Bữa trưa của anh em mình chỉ vậy thôi các bạn nhá. Bây giờ mình cùng anh mình sẽ ăn cơm đi ạ. Tranh thủ ăn cho nhanh nhanh xong còn đi trèo cây lấy lan về. Chứ không thì tối mất bạn nhá. Rồi, giờ mình xin phép ngắt video ở đây trước đã bạn ạ. Ăn xong rồi mọi người nhá. Đây đống lửa vẫn còn này, măng vẫn còn rất nhiều, mình ăn không hết được. Giờ mình lại tiếp tục lại đi luôn thôi các bạn, sợ tối mất bạn nhá. Giờ sẽ đi trèo cây tiếp bạn ơi. Đây, chiều nay mình sẽ trèo cây to này bạn nhá. Đấy, để mình sẽ thử xem có đôi guốc của ông anh mình à. Để mình thử đi, mình sẽ trèo lên cây to này các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ trèo lên và mình sẽ không quay cho bạn xem nữa nhá. Giờ mình lên đến trên mình sẽ quay cận cảnh ở trên, tiếp tục trên cho bạn xem. Còn giờ mình lên thì để mình chịu khó lên, mình không quay nữa để tốn thời gian bạn nhá. Đây các bạn ơi, mình đã trèo lên tận ngọn rồi nhá các bạn nhá. Mình không quen độ cao cho lắm nên là mình toát hết mồ hôi rồi mọi người ạ. Này thân cây này toàn rêu rồi, toàn là lan bé bé này bạn này, nhiều lắm. Bây giờ mình đang ở độ cao tầm khoảng 50 mét trở lên, 50 đến 60 mét bạn nhá. Rất là cao luôn. Đây này. Mình toát hết mồ hôi các bạn ạ. Mình đợt trước mình trèo cũng chưa cao như thế này. Đợt này mình trèo cao quá. Bây giờ còn lên một khoảng nữa cơ các bạn ạ. Đây này, giờ đến thân ở gần đây thôi nhưng mà nhiều lan kinh khủng luôn. Nên giờ mình còn phải trèo lên trên này này. Cái đoạn ở kia kìa, các bạn thấy lan kia chưa? Đấy, hoa đẹp lắm. Nhưng mà mình chắc không dám sang đến tận đấy đâu bạn ạ. Nên này, giờ mình vẫn phải trèo lên tít đoạn trên này nữa nhá. Giờ mình lên đến đoạn trên này khi chắc ước lượng chắc tầm khoảng 60m hay là 70m gì đấy bạn ạ. Cho bạn xem một chút phong cảnh này. Bây giờ ở trên này, bây giờ là toàn là sương mù hết, cũng chả nhìn thấy đâu. Nếu như hôm nay mà trời nắng đẹp thì cho các bạn xem phong cảnh ở đây thì quá là đẹp luôn rồi. Rất là cao bạn ạ. Sợ quá. Cho bạn xem cây vừa nãy là ông anh mình trèo kia nhá. Ở phía bên kia kìa đấy. Cây đấy nhá. Giờ mình sẽ tiếp tục sẽ trèo tiếp lên phía bên trên này nhá bạn nhá. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm luôn bạn ạ. Giờ mình đã đến chỗ có lan rồi các bạn nhá. Nhưng mà mình vẫn không biết làm sao để lấy được nó đây các bạn ạ. Đây này, vẫn còn từ đây sang này, cây sang ngang nên mình rất sợ chỗ này nó lại bị thủng một lỗ này. Mình sợ cây gãy các bạn. Đây, nguy hiểm lắm. Đến nơi rồi nhưng mà không biết làm sao để lấy được đây. Trời đất, rất là cao luôn, không dám nhìn xuống mà các bạn. Kinh. Lần đầu tiên mình trèo cao như vậy đấy các bạn ạ. Trên này không còn nhìn thấy gì luôn, sương mù các bạn. Quá nguy hiểm luôn. Lan ở ngay đây nhưng mà không lấy được nhá. Giờ mình sẽ tìm cách lấy nó nhá các bạn nhá. Đấy. Kinh khủng quá. Giờ gọi ông anh ở dưới còn sắp không nghe thấy rồi các bạn ạ. Các bạn xem clip của mình thì đừng tiếc một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé. Mình đã cực kỳ là liều mạng để mà trèo lên đây để quay được những thước phim mà hay và kịch tính cho bạn xem. Bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ bẻ lấy một cái cây để mình chọc thử xem các bạn nhé. Giờ mình không dám sang bạn ạ, không dám sang đấy để lấy.
cái cành này này nó bị thủng một cái lỗ ở đây, mình sợ sang đấy nặng thì nó gãy ấy các bạn, nguy hiểm lắm. Cây thì cũng to nhưng mà nó bị cái lỗ này, nó bị mục ở đây này. Các bạn ơi, chắc công sức của mình chắc công cốc rồi các bạn ạ. Mình không dám sang cơ, nghiên cứu từ nãy giờ rồi mà mình không dám sang để lấy lan bạn nhá. Đây này, tại vì cái cây này nó đi ngang, nó còn chéo xuống nữa cơ. Với lại à, ở đây này nó bị thủng một lỗ, mình không dám sang này. Mình sợ nó mục ấy các bạn ạ. Đây này, mình đi sợ nó gãy, đi sang tít kia cơ. Với lại cao quá thì nhìn cái độ cao nó đã thấy sợ rồi bạn ạ. Nên là mình không dám sang. Cây này nó cao hết tất cả các loại cây ở đây nhá các bạn nhá. Nên là bây giờ mình không dám sang này, mình ở ngay gần đây mà mình không lấy được này, coi như là công sức của mình công cốc thật rồi các bạn ơi. Đấy, mình lên đến đây toát hết mồ hôi mà đến đây bây giờ không dám sang để lấy. Cây thì không có cây để mà chọc, nghiên cứu hết rồi, không có cách nào luôn bạn ạ. Chỉ đến đây chỉ được ngắm nó một lúc thôi bạn ạ. Chắc mình lại xuống thôi, sợ nó gãy. Cho các bạn ngắm một lúc xong là mình xuống bạn nhé. Sương mù các bạn thấy chưa, không còn nhìn thấy một cái gì luôn. Từ đây nhìn ra cái ngọn lan đấy còn sắp không thấy rồi, không nét rồi. Lan rất là đẹp luôn, rất là nhiều luôn, quá là nhiều lan nhưng mà không lấy được nhé. Thôi coi như là thất bại bạn nhé. Giờ mình xuống đây bạn ạ, không dám ở trên này lâu nữa, run hết người rồi các bạn ạ. Đây này, đoạn đường xuống còn khổ, rất là khổ nha các bạn nhé. Đây này, đi xuống kia, thân nó xuống này, tuyết dưới luôn, 70m, 70m cao bạn ạ. Thôi coi như đến đây nhìn thấy nó một lúc. Ôi, mệt quá bạn ạ, ướt như chuột hết rồi, vừa xuống nền đất bạn nhá. Ướt này một phần là mưa, một phần là mồ hôi mình nhá bạn nhá, chảy hết cả mồ hôi, sợ quá. Này cây to này, vừa từ trên xuống bạn nhá, 70m cao. Bây giờ nhìn lên thì đấy, bạn thấy chưa, rất là cao luôn. Ui ôi, đây, kinh khủng cây. Không lấy được, để xem nào, lấy được có tí này thôi các bạn ạ. Đây, mấy nhiêu thôi các bạn. Đâu, đây, được có mỗi cây này là có hoa đẹp nhất thôi. Còn lại đây này, chỉ lấy được bằng này thôi cây này. Đây, đây, một đống đây này. Nhưng mà toàn bé, mình lấy ở thân cây ấy, này, quay cho bạn xem ấy. Đây, một đống này nữa. Được mỗi chùm này là to nhất thôi. Còn mấy chùm to kia thì không lấy được. Tức thật đấy, lên mất công mà. Đây một đống này dưới chân còn kìa. Đây một đống nữa nhá các bạn nhá, đây nhá. Cả đây nữa này, đống này mới to này. Nhưng mà mấy đống này là không có hoa, chọn ra hết rồi. Được có bằng này có hoa thôi bạn nhá. Đấy, đống này là có hoa đẹp này. Đèn quá các bạn ạ. Được mỗi cây ông anh mình trèo lúc đầu thì được nhiều, còn cây mình trèo thì không hái được, tiếc quá. Toàn là hoa đẹp cơ. Hoa chùm to lắm nhưng mà không lấy được các bạn nhá, chỉ được chiêm ngưỡng nó một lúc thôi. Mất một buổi công để mà trèo lên đấy chỉ để quay phim và ngắm hoa thôi các bạn ạ. Không lấy được nó. Giờ mình gói ghém mà xong là mang về các bạn nhá. Giờ mình mang về đây vẫn tìm theo đường về. Nếu như mà thấy thì anh em mình lại trèo hái tiếp, mà không thấy thì cũng thôi các bạn nhá. Bây giờ mình xin phép và ngắt video ở đây trước đã. Thì nếu thấy thì mình lại quay tiếp, mà không thấy thì mình cũng xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau luôn các bạn nhá. Rồi, chào các bạn nhá.